đã chuẩn bị một cái tư tưởng là 50-50 rồi, sẽ có một luồng bên đỏ và một luồng dập chị. Nhưng mà vì cái chân lý, vì điều đúng, chị không sợ. Đó là khí chất sống của chị đó. Cho nên là chị hy vọng là qua những cái sự việc này thì mọi người phải thức tỉnh. Khi mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó có sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Phương Hằng, bà nói là đứng đằng sau Phạm Minh Tuệ là Việt Tân, vậy bà phải lôi được ra bằng chứng là cái người Việt Tân đó tên là gì, địa chỉ ở đâu, mà tại sao bà lại gặp gỡ được cái người Việt Tân đó, bà lại biết được cái người Việt Tân đó, bà lại chơi được với cái người Việt Tân đó, mà tại sao bà biết cái người đó là Việt Tân để rủ bà để lật đổ chính quyền, mà tại sao bà lại không ra với khai báo với lại công an, khai báo với lại chính quyền, bấy lâu nay bà không khai báo mà đến bây giờ bà mới lại nói ra. Nếu bà nói được ra là đứng đằng sau Phạm Minh Tuệ là Việt Tân thì có nghĩa là bà nói là bà nghĩ là bà giỏi hơn công an à, bà giỏi hơn chính quyền à, mà bấy lâu nay chính quyền không biết mà bà lại biết. Nếu mà bà đã nói được ra đứng đằng sau Phạm Minh Tuệ có Việt Tân ấy, thì bà lập tức phải lôi được ra cái người Việt Tân đó là ai, và bà phải lôi bằng được ra công an, bà phải làm rõ cái vụ này, là bà phải làm rõ nhá. Nếu mà bà không làm rõ được ấy thì bà phải chịu trách nhiệm, bởi vì ấy cái này nó là liên quan đến danh dự nhân phẩm của Phạm Minh Tuệ nhá. Bà phải lôi được ra bằng chứng rõ ràng. Và cái này liên quan đến chính trị và liên quan đến danh dự của Phạm Minh Tuệ, nên bà phải lôi ra được bằng chứng nha. Bà mà không lôi được ra là bà phải chịu trách nhiệm. Vì cái này nếu mà lôi ra mà không đúng nha, là cái tội này là tội phỉ báng, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của Phạm Minh Tuệ rất là lớn đấy nha. Hôm thì bà livestream bà nói là bà quất Phạm Minh Tuệ không trượt phát nào. Đấy, bà nói là tôi sẽ lôi được ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào, tôi sẽ chứng minh được là ông ta sai chỗ nào, ông ta đúng chỗ nào. Rõ ràng bà nói như vậy rồi, đến hôm sau bà lại quay xe, bà lại dở giọng lật mặt, bà nói là tôi và sư Minh Tuệ là nước sông và nước giếng, không phạm gì đến nhau. Đấy, một người trẻ em nghèo bà còn thương yêu được, huống chi là bà lại động đến một người tu hành cao cả như là sư Minh Tuệ, ăn cơm bá tánh, mặc áo Như Lai. Đấy, bà lúc đấy bà nói ngọt như thế. Đến hôm nay bà livestream bà lại dở giọng là tôi còn gọi là ông Minh Tuệ là còn lịch sự lắm rồi đấy, có nghĩa là bà lịch sự lắm rồi thì bà mới gọi ông Minh Tuệ, nếu bà không lịch sự thì bà gọi là thằng Minh Tuệ à? Hả? Sao bà dở giọng, bà lật giọng nhanh thế? Sáng một giọng, trưa một giọng, tối một giọng thế. Đấy, mọi người có thấy đúng không? Có thấy là bà Phương Hằng bà ấy lật giọng rất là nhanh không? Đấy, hôm trước bà rõ ràng bà nói là về Phật Minh Tuệ như thế, chủ đề về Phật Minh Tuệ. Hôm sau bà lại nói là bà có đả động gì đến ông Minh Tuệ đâu, bà có nói ông Minh Tuệ đâu, mọi người phải bình tĩnh. Tôi mới nói nửa chừng như vậy, mọi người phải bình tĩnh. Mọi người sao cứ vội vàng sồn sồn lên, tôi đây là tôi đang nói ra người khác. Đấy, đấy rõ ràng là như vậy. Bà cãi bay cãi biến đi. Đến hôm sau thì bà lại bảo là nước sông không phạm nước giếng. Một người trẻ em nghèo bà còn yêu thương, bà còn quý. Huống chi là một người chân tu, một người đang đi tu hành như sư Minh Tuệ, hỷ xả rồi là buông bỏ hết rồi. Đấy, bà nhẹ giọng như thế. Đến hôm nay bà lại quay xe 180 độ, bà nói là tôi còn gọi là ông Minh Tuệ là lịch sự lắm rồi. Đấy, có nghĩa là bà lịch sự lắm rồi bà mới gọi là ông Minh Tuệ. Nếu không lịch sự thì bà chắc là bà gọi là thằng à, hay là cái gì? Cái vụ này nha, bà phải lôi bằng được, bà biết đứng đằng sau là Việt Tân, bà biết rõ như vậy ấy, bà biết rõ là người ta là Việt Tân ấy, bà phải lôi ra công an nhá. Cái này liên quan đến chính trị và liên quan đến danh dự của Phạm Minh Tuệ đấy. Kiểu gì bà vẫn phải lôi ra công an để làm rõ cái vụ này. Đấy, mọi người thấy không? Hằng Nga nói có sai không? Ngay từ hôm đầu, Hằng Nga chỉ nghe bà ta nói 2 câu 3 câu thôi là Hằng Nga đã biết được luôn rồi, biết chắc chắn là bà ta đang nhằm vào Phật Minh Tuệ, đang nói Phật Minh Tuệ rồi. Mà mọi người cứ bảo từ từ đã, đợi đến 20 tháng 10 xem cô nói cái gì đã, cô đã nói gì thầy Minh Tuệ đâu, cứ từ từ đã mà cuống hết cả lên, thấy chưa? Hằng Nga đã tuyên bố một câu là không cần phải đợi. Một người tư duy trí tuệ chỉ cần nghe thế là đủ hiểu rồi, nghe thế là biết rồi, nghe 2-3 câu thôi là đã biết cả một cái kịch bản của nó rồi, cần gì phải nghe thêm, thế có đúng không? Hằng Nga đã làm clip, đã nói trước với mọi người là đến hôm này 20 tháng 10 này kiểu gì bà ấy cũng chỉ một chủ đề, vẫn nhằm vào Phật Minh Tuệ thôi. Cái mục đích là nhằm vào Phật Minh Tuệ là chính thôi. Thì mọi người cứ hy vọng là bà sẽ nói về Ma Tăng, bà sẽ lôi hết đám Ma Tăng ra. Trong khi đó Ma Tăng đầy, còn đầy đó, mà bà có lôi Ma Tăng nào ra đâu, đúng không? Bà có nói, cứ hy vọng là bà lôi Ma Tăng ở đâu ra.
Bà nhầm vào Phạm Minh Tuệ đấy, có đúng không? Nên là lời Hằng Nga nói ấy, thì mọi người không tin. Hằng Nga trực giác giỏi lắm, trực giác chuẩn lắm, có con mắt nhìn đời, nhìn người tinh chuẩn lắm. Thì mọi người không tin, lại đi tin một cái người mà sáng một giọng, chiều một giọng, tối một giọng, đổi giọng như là đổi thời tiết vậy. Thời tiết nó còn không thay đổi như là bà Hằng luôn. Bà Hằng quay xe, bà Hằng dở giọng ấy, còn hơn cả thời tiết, hơn lật bánh tráng. Hôm trước thì gọi ông Minh Tuệ, quất không trượt phát nào. Tôi sẽ chứng minh là ông ta sai chỗ nào, ông ta đúng chỗ nào. Tại sao hôm nay bà lại chuyển chủ đề, bà không lôi ra cái chủ đề cũ là sai chỗ nào đi, đúng chỗ nào đi. Tại sao hôm nay bà không chứng minh được là Phật Minh Tuệ sai chỗ nào, đúng chỗ nào? Hả? Bà lại chuyển đi chủ đề khác vậy? Bà lại đánh lạc hướng đi cái chủ đề không liên quan vậy? Bà có uy tín không? Thì không biết là như vậy cô cảm thấy có buồn không ạ? Thực sự ra thì khi mà cái drama này bắt đầu nổ trở lại thì tôi cũng không ngại nói với quý vị rằng là tâm linh là có thật. Bỗng nhiên trên điện thoại của tôi nó xuất hiện tất cả những hình ảnh và tin nhắn của thằng Đỗ Hoàng Yên, và tôi sẽ kiện lại cái pháp lý này với tất cả những người xúc phạm tôi. Tâm linh là có thật nha quý vị. Mặc dù lúc đó cái điện thoại của tôi bị bên bộ công an xóa sạch, nhưng bỗng nhiên nó xuất hiện lại tất cả các tin nhắn. Và tôi sẽ đi vào con đường pháp lý với những người đã làm cho tôi khổ đau. Có chết tôi cũng phải đổi lại sự danh dự cho tôi. Đây là một cái drama thứ hai. Tôi đã đi một lượt rồi thì tôi phải đi về. Có đúng không quý vị? Danh dự là thiêng liêng nhất. Không phải một người lên vô cớ chửi tôi mà thấy tôi im lặng là tôi sợ. Không phải đâu. Tôi đã nói rồi, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Bỗng nhiên tôi đi giúp dân, tôi làm những điều tốt cho dân mà súng trao trà đã tôi, chửi rủa tôi, xúc phạm tôi, đâu có công bằng gì với tôi đâu. Và hay thật quý vị, hôm qua anh Dũng nói rằng ngày mai em live stream chắc chắn là trời sẽ đổ mưa. Đúng thật luôn, hôm qua ông Dũng là bôi nói. Sáng đất nha quý vị. Đúng không anh Quỳnh Quý Dũng? Mời anh lên đây. Ông Quỳnh Quý Dũng nói rằng khi em live stream trời sẽ đổ mưa. Tâm linh là có thật. Tôi sẽ hồi phục được tất cả những tin nhắn thằng Đỗ Hoàng Yên lừa đảo tôi như thế nào. Tôi hồi phục lại tất cả. Và cái drama thứ hai sắp sửa xuất hiện nha quý vị. Sắp sửa nha. Thực sự những người yêu mến của Hằng rất là đông. Mà ngày hôm nay Dũng ơi, em quỳ em lại anh. Em lại anh là bởi vì anh nói em là khi live stream trời sẽ đổ mưa. Đúng, mưa thật, đang mưa. Có lẽ là ông trời thấu hiểu được sự khổ đau của tôi đó quý vị. Nước mắt và máu tôi đổ xuống. Một lòng tôi yêu nước thương dân. Tôi không bao giờ tôi quay lưng lại với đất nước, với nhân dân. Là trời đã chứng cho tôi. Quý vị thấy không, tất cả những tin nhắn xóa hết, bỗng nhiên hôm nay nó hồi phục lại tất cả. Và cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu. Dạ. Cô Hằng ơi, nếu như vậy thì ở đây chúng tôi cũng được hỏi là những người này trong cuộc khổ đau suốt 2 năm rưỡi cách ly vừa qua, thì tại sao là sau 2 năm rưỡi mà có rất là nhiều biến cố như vậy thì cô vẫn quyết định là mở lại quỹ trái tim Hằng Vũ ạ? Kính thưa quý vị, tôi đi tù 2 năm rưỡi tôi học được một chữ nhẫn. Một là nhẫn nhịn, hai là nhẫn tâm. Nhưng tôi nhẫn nhịn chứ tôi không nhẫn tâm. Bởi vì trong tôi luôn dào dạt tình yêu thương đối với trẻ em nghèo bệnh tật. Và buồn lắm chứ quý vị, hôm qua tôi có nói là khi tôi xa, cách xa gia đình, tôi nhớ chồng, nhớ con, nhớ tất cả những người thân mến tôi. Rồi khi tôi vừa về, tôi lên mạng xã hội thì bao nhiêu kẻ đã tấn công tôi, mục đích quá rõ ràng. Đúng không? Mục đích quá rõ ràng, họ kết nối lại thành một chùm để tiếp tục tấn công tôi. Thì quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ tôi nói thêm một cái nữa nè. Riêng cái chuyện ông thầy Minh Tuệ, tôi kêu thầy là tôi đã quá lịch sự rồi nha. Bỗng nhiên á, ông vua tánh vua hí gì đó, ông thích vùng lọt khe đó, lại chửi tôi. Bây giờ anh ấy là thích lọt khe, còn tôi là thích ảnh ghê đó. Chửi tôi sạch mặt. Và đặc biệt là luật sư và giới báo chí hợp tác nhau để chửi tôi. Vì mục đích gì quý vị có hiểu không? Quý vị thấy không? Đúng như là anh Dũng tiên tri, mưa thật. Mưa thật quý vị ơi. Chú nói lần nào cũng như lần đó. Đúng mưa thật luôn. Dạ. Bây giờ thế này ạ. Nếu như mưa nhỏ nhỏ thì mình còn có thể là tiếp tục mình chia sẻ. Còn nếu mà chẳng may mà mưa lớn quá như là lời chú Dũng thì cũng không sao cả quý vị ơi. Chúng ta sẽ tạm ngưng một chút xíu để mà mình có thể quay trở lại giây phút. Còn bây giờ thì ý kiến thằng thế nào ạ? Có chơi không quý vị? Quý vị hết lòng thì tôi hết dạ.
điều. Một con người sinh ra nó phải có một cái nhân cách, cái cốt cách từ một con người. Họ biêu ríu tôi đủ trò, họ làm nhục tôi đủ kiểu, nhưng tôi vẫn hiên ngang sống và tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm. Và quý vị thấy không, tôi vừa lên tôi nói muốn không trượt phát nào thì các hội nhóm nó cấu kết lại, nó cấu xé tôi, và ngày hôm nay tôi tán thẳng vào mặt nó. Có đúng không quý vị? Không ai cổ xé cho Việt Tân để chống lại đất nước mình hết. Có đúng không? Và tôi biết hiện nay thế lực thù địch rất nhiều, 63 tỉnh thành gần như tụi nó có. Vì sao? Vì tôi ở trong trại giam An Phước. Những người tù, người ta tưởng rằng tôi là phản động, vì vào tội 331 đa số là phản động có tổ chức hết. Nhưng tôi chửi vì đam mê chứ tôi không có phản động. Đúng không quý vị? Và họ đã rò rỉ rất nhiều thông tin cho tôi. Tôi biết cả ông tổng thống Phở kìa. Việt Tân nó còn có tổng thống Phở đó, đó quý vị. Nó đưa những cái chức sắc cho những người là ham chức ham danh mù quáng để mà lao vào một cái công cuộc chống đối lại đất nước mình, rất là nguy hiểm, núp lùm khắp nơi. Và tôi nói luôn quý vị như thế này, cũng trong cái ngày đó một chị rất sang đến nói với tôi như vậy nè: em sai rồi Hằng ơi. Tôi mới hỏi sai chỗ nào. Bà ấy nói với tôi rằng tại sao em đóng góp vào quỹ mặt trận tổ quốc tiền làm gì, tại sao em đi kêu gọi tiền cho tổ mặt trận tổ quốc để làm gì, em sai rồi, em quay đầu đi. Quý vị thấy không, tôi á rất tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống tôi rất tỉnh táo. Đi tù tôi còn chưa sợ mà làm sao tôi sợ những con người đó. Và tôi đã xác nhận với quý vị rằng là tôi hiện đang là tâm điểm của những người chống lại đất nước mình. Cho nên họ ra sức họ chửi tôi, rồi mọi người không hiểu biết bày đàn vô chửi tôi. Có tội nghiệp tôi không? Tôi đâu có được cái gì, tôi chỉ có mỗi cái tội yêu nước xuân dân thôi. Mà từ người già cho tới người trẻ, mà nhất là giới báo chí và luật sư, chửi tôi tan nát hết. Đi bươi móc những cái chuyện không có, dựng lên những cái câu chuyện nghe thật là mất danh ghê nhân cách của tôi, để mà tạo dựng lên cho mọi người nghĩ sai về tôi. Quý vị thấy có đáng sợ không? Thì nói gì nói, dù cho trời mưa hay trời nắng gì, thì tôi cũng đáp trả cho quý vị là bà Hàn Quốc không trượt phát nào. Dạ yeah. Nhưng mà cô Hằng ơi, có một điều mà không chỉ chúng tôi rất là thắc mắc. Dạ quý vị. Đoạn buồn tù lao. Bao đêm tôi sống trong lao tù, là bao năm tháng dân bình yên. Giờ đây tôi chui ra là bao nhiêu thiên tai, kèm thêm bao mưa giông trên miệng tôi. Hỡi nhà lão rơi xa kia, hỡi nhà lão nơi xa kia, sẽ gần thôi em đi vào. Hỡi mưa đã ra tành buồn đêm nay, trong cõi lòng mình đêm nay. Yên tâm em sẽ vô lao tù, đừng kêu tên nữa nghe người ơi. Vì sao em yêu dân, vì sao em thương dân, vì em luôn đi trong vô nhà lao.